chúng tôi tìm đến các chợ cá tại Hà Nội. Trong vài hai người mua hàng chuẩn bị mở quán bán cơm, chúng tôi tiếp cận với các chủ hàng cá tại chợ. Anh vừa đi khắp dòng suối. Sao thế? Lũ ngựa biến mất rồi, Abel. Lũ ngựa chạy mất rồi. Chuyện gì vậy? Sao thế? Và lớp tàu thứ hai đó chính là màu xanh từ kiwi và cam. Bước đi qua vội, còn riêng ta trong đêm mịt tối. Chiến giáp vào chắc là sẽ uy vũ hùng tráng vô cùng. Binh pháp của Tôn Võ không thử được với phụ nữ trẻ con hay sao? Quyền nè, ra khỏi nhà tôi ngay! Ta không ra, mày làm gì ta? Mày dám? Buông ra, không được đánh nhau, buông ra! Đây là mé sông có chiếc cầu nhỏ, em thường ngồi giặt áo để đợi anh đó. Giặt áo để đợi anh hả? Đầu năm nay, fan K-pop đã nóng hơn bao giờ hết khi chào đón cùng lúc nhiều tân binh chất lượng. Tiêu biểu trong danh sách này phải nói đến One Punch. Không thể hiểu nổi. Tại sao Tiêm có thể im lặng mà không nói một tiếng nào, giấu giếm chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua như vậy? Thì hôm đó là ảnh vừa mới tới nhà em, ảnh lập công, đó là ảnh xả thân ra, ảnh cứu được ba em. Ba em là thương binh, đi chiến trường Campuchia về. Ở đây nửa năm rồi, có khi nào khiến em lâu ngày sinh tình, thay đổi chú ý, bỏ cuộc khoa ngoại thần kinh mà chọn khoa ngoại tim ngực phổi làm chuyên khoa của em không? Tại hạ quá tình không biết ai mới xứng là anh hùng đây. Vậy ta nói cho ngài biết, gọi là anh hùng nên lòng mang chí lớn.